Tham dự buổi lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và các lãnh đạo bộ ban ngành, các huấn luyện viên và các vận động viên dự SEA Games 31. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, với tư cách nước chủ nhà của SEA Games 31, các vận động viên cần thể hiện tốt truyền thống văn hóa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị, giao lưu học tập kinh nghiệm với các đoàn bạn. Qua quá trình chuẩn bị đến nay, có thể thấy rằng các vận động viên của chúng ta đã nỗ lực không ngừng nghỉ, khắc phục mọi khó khăn, miệt mài rèn luyện với tinh thần quyết tâm và ý chí quyết thắng, phát huy những thành tích đã đạt được. Mỗi thành viên của đoàn thể thao Việt Nam cần tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình, nhận thức rõ nhiệm vụ vinh quang mà Đảng và Nhà nước giao phó, nỗ lực phấn đấu với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Năm nay, đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 gồm 1.341 thành viên, trong đó có 951 vận động viên. Đoàn đề ra mục tiêu giành 140 huy chương vàng và xếp trong nhóm đầu ở các môn Olympic. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn cho biết, đoàn đã chuẩn bị tốt về chuyên môn. Đặc biệt, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài với đúng ý nghĩa tinh thần như chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính là sẽ thi đấu với tinh thần fair play cao thượng. Chúng ta tổ chức một cái kỳ SEA Games mà để lại dấu ấn về mặt chuyên môn để cho các nước thấy rằng là Việt Nam tổ chức là hoàn toàn rất là công bằng và rất là fair. Vì thế cho nên là các nội dung thi đấu mới đưa vào hết như vậy để chúng ta cùng tranh tài. Không có gạt bỏ thế mạnh của các quốc gia, không có lấy thế mạnh của mình để gạt bỏ những thế mạnh của các quốc gia khác. Vì thế cho nên chúng tôi đánh giá đây là một tranh tài rất là sòng phẳng. Bên cạnh đó thì quan điểm chỉ đạo của chúng tôi là không có sử dụng bất kỳ một cái kỹ thuật nào để chúng ta có thể lấy huy chương bằng mọi giá. SEA Games này em thấy rất là có một cái điều đặc biệt với bản thân em. Bởi vì kỳ SEA Games sau ở Việt Nam có lẽ là em sẽ không thi đấu nữa. Và phải nói cái việc mà mình được cầm cờ trên chính quê hương mình, trên chính sân vận động quốc gia Mỹ Đình trước toàn thể đồng bào, đại đa số là đồng bào của mình, thì đấy là mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt mà không một kỳ SEA Games nào có thể có được. Và nó là truyền cho mình một cái tinh thần chiến đấu rất là hừng hực. Sau gần 20 năm, đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á mới trở lại Việt Nam. SEA Games 31 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23 tháng 5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận.